Xin kính chào tất cả mọi người. Atochi Cam Ranh hôm nay sẽ giới thiệu đến với mọi người một con ghế massage, đó là G31 thương hiệu của Atochi. Ghế massage Atochi G31 được cho là một ghế massage thông minh, được đánh giá là mẫu ghế massage chăm sóc sức khỏe toàn thân cho người sử dụng. Với tông màu chủ đạo là màu vàng nâu, chất liệu da làm từ da BU cao cấp, ôm trọn cơ thể và dễ dàng vệ sinh. Công suất định mức của ghế này là 110W và điện áp là 220V. Khi sử dụng, mọi người có thể điều chỉnh hệ thống túi khí ở 3 cấp độ. Con lăn massage là silicone mềm và có massage nhiệt và có 10 bài tập tự động massage chuyên sâu. Mọi người hãy đến showroom Atochi Cam Ranh để tìm hiểu thêm về con ghế massage này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.